Chào mừng các bạn đến với chấn diễn biến hòa bình, các bạn thân mến. Nga là một trong ba cường quốc vũ trụ, nhưng tất cả các cảng vũ trụ của nước này đều nằm ở phía bắc, nơi quá xa đường xích đạo. Nga cần một cảng vũ trụ lớn nằm gần đường xích đạo. Và lẽ dĩ nhiên, Việt Nam cần kinh nghiệm và khả năng trong lĩnh vực không gian vũ trụ của Nga, bởi ở đây có lợi ích chung là cơ sở cho sự hợp tác hiệu quả trong tất cả các nước Đông Dương thì Việt Nam là nước gần gũi và hiểu Nga nhất, thuận lợi nhất cho hợp tác giữa hai bên. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Nga chọn Việt Nam để xây dựng cảng vũ trụ đầu tiên tại Đông Nam Á, bài đăng trên trang Hào khí Nam Tây Nguyên. Các giảng viên đại học ở thành phố Saint Petersburg của Nga đã đưa ra những tính toán thích hợp. Theo đó, họ đã chọn Việt Nam là nơi khả thi nhất để xây dựng cảng vũ trụ một nhóm các nhà khoa học Nga bao gồm những tên tuổi nổi tiếng như Grigory -ri, Okosinki, Chirikov và Karamov đã đưa ra lập luận về lợi ích của việc xây dựng sân bay vũ trụ quốc tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy sự phát triển sáng tạo vượt bậc trong lĩnh vực không gian của Nga và các đối tác. Trong đó, Việt Nam được tất cả công nhận là địa điểm chính và khả thi nhất để xây dựng công trình này dự kiến cảng vũ trụ sẽ cho phép các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, một trong những người bạn tốt nhất và ổn định nhất của Nga trong nhiều thập kỷ qua, đi đầu về tốc độ phát triển của thế giới, đồng thời mang lại thu nhập đáng kể. Tại sao chọn Việt Nam? Việt Nam hoàn toàn không còn là một nước nằm ngoài cuộc trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ. Bởi trên thực tế, công dân Việt Nam là phi công vũ trụ Phạm Tuân đã từng tham gia chương trình Inside của Liên Xô sau khi hoàn thành khóa đào tạo thích hợp năm 1980 ông đã thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Soyuz 37 và trở về trái đất trên tàu Soyuz 36 cũng như làm việc trên trạm quỹ đạo Salyut 6 với thành tích này ông đã được phong tặng danh hiệu anh hùng Liên Xô và anh hùng lao động Việt Nam nói cách khác Việt Nam không phải là đối tượng lựa chọn ngẫu nhiên để xây dựng sân bay vũ trụ trên lãnh thổ của mình. Các tác giả dự án của Nga đã tính toán cẩn thận, thậm chí có từng chi tiết như địa điểm phóng mà theo họ, mũi Cà Mau rất có khả năng trở thành địa điểm này. Có cần cảng vũ trụ riêng cho khu vực Đông Nam Á không? Chẳng hạn, chính phủ Trung Quốc đã trả lời là có, là cần thiết và đây sẽ là một cảng vũ trụ của Trung Quốc và người Trung Quốc đã xây dựng cảng vũ trụ trên đảo Hải Nam. Tổng thống Indonesia cũng từng nói, vâng, tôi cần một cảng vũ trụ. Tại sao công trình này lại được các nhà khoa học Nga thực hiện? Vì Nga là một trong ba cường quốc vũ trụ, nhưng tất cả các cảng vũ trụ của nước này đều nằm ở phía Bắc, nơi cách quá xa đường xích đạo. Nga cần một cảng vũ trụ lớn nằm gần đường xích đạo, và lẽ dĩ nhiên Việt Nam cần kinh nghiệm và khả năng trong lĩnh vực không gian vũ trụ của Nga, bởi ở đây có lợi ích chung là cơ sở cho sự hợp tác hiệu quả. Trong tất cả các nước Đông Dương thì Việt Nam là nước gần gũi và hiểu Nga nhất, thuận lợi nhất cho hợp tác giữa hai bên.